Chiếc Buckle tương thích với Tycoon mang tên Ninja Buckle, mặc dù được Kid sử dụng trước nhưng với ước mơ của bản thân không phải chỉ để cứu mọi người mà còn mong muốn trở thành một anh hùng vĩ đại, một ninja, một anh hùng, một biểu tượng của Nhật Bản. Anh đã được công nhận bởi chiếc Buckle Ninja. Nó đã từ bỏ Kiss tới nơi của Tycoon đang bị tấn công bởi tên trùm Yamato. Ngọn lửa rực cháy nhưng anh đã sử dụng thuật thế thân để biến đến một nơi khác. Tạo hình của Ninja Buckle kết hợp cùng với Tycoon. Ở nửa trên, anh là một ninja với tông màu xanh chủ đạo với những chi tiết màu đỏ và những bánh răng. Còn lại là bộ giáp sắt được trang bị phía bên ngoài, đủ thiện chiến và cơ động nhưng cũng đầy sự cứng chắc. Vũ khí của anh là cặp Ninja Ruler. Thường anh sẽ sử dụng cặp này ở hình dạng kunai là chủ yếu để tăng độ linh hoạt khi di chuyển. Ở trạng thái ninja, Tycoon sẽ di chuyển với tốc độ cực nhanh, có khả năng xuyên phá những bức tường cũng như biến mất để dịch chuyển từ những nơi khác giống như một ninja đích thực. Ngoài tốc độ di chuyển cực cao cũng như thân thủ của mình, anh không sử dụng quá nhiều nhẫn thuật như Kiss mà sẽ sử dụng hai cặp shuriken nhỏ trên phần tay của anh để tạo thành hai vũ khí hỗ trợ xung quanh bản thân anh, tăng phạm vi tấn công cũng như độ linh hoạt trong chiến đấu. Chuyển hóa xuống phần thân dưới, anh sẽ mất đi cặp ninja ruler bù lại. Những cú đá của anh sẽ bao gồm sức mạnh của gió, cắt đôi kẻ thù được tích hợp cùng với hai cặp shuriken. Ngoài ra, anh cũng có khả năng tận dụng được sức mạnh từ gió để bao bọc bản thân nhằm giảm thiểu lượng sát thương nhận vào. Đòn tất sát từ Ninja Buckle mang tên Ninja Strike, thân thủ của ninja kết hợp cùng với luồng gió xanh hất tung kẻ thù lên không trung và ra hàng loạt nhát chém vào người kẻ thù và kết liễu chúng với tốc độ cực nhanh từ Ninja Buckle. Kết hợp cùng với Boost, anh sẽ lao nhanh lên bầu trời để thực hiện đòn Rider Kick. Kết hợp với sức mạnh tỏ ra từ Boost, cú đá được mang sức mạnh từ lửa và gió thẳng một đòn tấn công vào chiếc cây khổng lồ, phá tan nó chỉ bằng một cú Rider Kick duy nhất.